Thưa quý vị, giả mạo là bạn bè, nhắn tin mượn tiền qua Zalo, Facebook, những kẻ lừa đảo đã đánh vào lòng tin của người dân để chiếm đoạt tài sản. Và đây là hình thức không mới nhưng đang biến tướng vô cùng nguy hiểm khi các đối tượng không cần phải hách tài khoản mà chỉ cần tạo một tài khoản tương tự để lừa đảo. Chỉ cần có chút mất cảnh giác thì người dân có thể bị sập bẫy, mất tiền. Sau khi hack Zalo hoặc tạo ra một tài khoản mạng xã hội ảo như Zalo, Facebook cùng tên, giống hình đại diện của người bị hại, thì các đối tượng liên tục gửi tin nhắn đến bạn bè trong danh bạ điện thoại của nạn nhân và đưa ra các yêu cầu cần giúp đỡ như có việc gấp, cần tiền ngay, sẽ trả trong thời gian ngắn. Số tiền các đối tượng lừa đảo mượn từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng. Số tiền cũng tương đối nhỏ để nạn nhân ít nghi ngờ. Đa phần, các đối tượng yêu cầu gửi tiền vào số tài khoản ngân hàng của một người khác đứng tên chủ tài khoản. Chị B, tên viết tắt, ngụ thành phố Tây Ninh, cũng từng bị các đối tượng xấu giả danh bạn bè để mượn tiền. Nhưng nhờ sự cẩn thận cảnh giác, chị đã không bị mất tiền. Nói chung thì trong cái mạng xã hội này thì mình cũng sử dụng lâu rồi. Mà thỉnh thoảng thì cũng có một cái vài cái tin nhắn. Có khi là một cái tin nhắn người lạ, rồi có khi là cái tin đó là của bạn bè của mình, thì cứ mở ra thấy là hỏi mình chứ rảnh không giúp một số việc được không, đó là nào là tài khoản của bạn có tiền không giúp mình với, đại khái vậy. Mà khi mình nghe tới cái đó là mình biết rồi, mình hỏi lại một số cái, ví dụ như hỏi bạn cần bao nhiêu tiền hay là bạn cần cái gì, cho số tài khoản đi, thì bên kia nó mừng quá hay sao, biết nó nhắn lại cho mình cái số tài khoản. Thì những cái số tài khoản đó mình mở ra, mình thấy là cái tên đó là không phải cái tên của người bạn của mình. Đó là một cái mà mình biết chắc ăn rồi. Cái thứ hai mình thôi bây giờ hỏi chứ bây giờ tôi quên cái tên của bạn là gì rồi, họ tên đó, đại khái là mình hỏi đúng họ tên thử coi trả lời đúng hay không. Cái nói là tài khoản này là tài khoản của cháu em chẳng hạn, thì mình nói là thôi bây giờ bạn chụp cho mình cái chứng minh của bạn thử, đó là một trong những phép thử để mình bắt nó phải chứng minh đó là phải cái người chính chủ hay không. Mà khi mình nghe mình hỏi tới chứng minh nhân dân hay cái gì đó là biến mất. Những ngày gần đây, rất nhiều người dùng Zalo cho biết họ bị kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bạn bè, người thân khi sử dụng ứng dụng nhắn tin Zalo. Thậm chí các đối tượng sử dụng tài khoản mạo danh những người có ảnh hưởng trong xã hội, lãnh đạo huyện để kết bạn, nhắn tin vay mượn tiền người thân, bạn bè, đồng nghiệp, cấp dưới, rồi thực hiện hành vi chiếm đoạt. Trước thủ đoạn của các đối tượng, Công an Tây Ninh tăng cường tuyên truyền trên trang mạng xã hội để mọi cán bộ trong cơ quan nhà nước và nhân dân biết, nêu cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời gian qua, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động với phương thức thủ đoạn như hách tài khoản Zalo, Facebook hoặc sử dụng hình ảnh người quen để giả mạo nhờ chuyển tiền, làm quen qua mạng xã hội, hứa tặng quà và yêu cầu nộp phí hải quan. Mạo danh cán bộ ngân hàng yêu cầu cung cấp mã OTP. Mạo danh cơ quan nhà nước như công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện yêu cầu chuyển tiền. Trước những phương thức thủ đoạn trên, Công an Tây Ninh khuyến cáo người dân không cung cấp mã OTP ngân hàng, mật khẩu, ví điện tử cho người khác, không lít vào các đường liên lạ, mang mã độc trên các website, không cung cấp thông tin, hình ảnh cá nhân hoặc đăng tải lên mạng xã hội, không nên chuyển tiền cho người lạ không phải chính chủ hoặc nếu chuyển tiền phải xác minh qua điện thoại. Hãy luôn nâng cao cảnh giác và làm theo để không bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hãy trình báo cơ quan công an nơi gần nhất khi bạn gặp phải những tình huống tương tự. Để tránh bị mất tiền bởi bọn lừa đảo khi bạn bè, người thân nhắn tin qua mạng xã hội hỏi vay tiền, nhờ chuyển tiền, thì người được mượn tiền phải liên lạc lại ngay với người mượn tiền bằng cách gọi điện để kiểm tra xác thực trước khi cho vay tiền hoặc chuyển tiền. Ai đã trải qua những tình huống tương tự cũng nên chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho mọi người biết về phương thức thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo để tránh việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư, các tài khoản mạng xã hội và thay đổi mật khẩu nhằm đảm bảo độ an toàn tài khoản.